Hi, Phước Lộc Rap xin chào cả nhà nha. Hôm nay Phước Lộc Rap sẽ gửi đến cả nhà một cái MV hoành tráng mà Lộc đầu tư từ trước đến giờ nha. Hôm nay ekip của Lộc đây bây giờ đang cầm điện thoại nè. Cái anh ekip này Lộc phải trả lương là 3 hộp cơm hộp một ngày đó. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng lắng nghe một ca khúc mà Lộc đầu tư MV rất là hoành tráng nha. Ca khúc Xa Mưa Dông, mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Ôi mưa rồi. Làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày. Cây cột mẹ ruồi mái lá nghèo cũng đừng giọt xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo dày. Về nhà trên bếp dưới vắng tanh, trời giới trong môi mòn, ngoài kia mưa dầm, cha con dầm mưa, tan cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa, trời xa mưa. Sông để mẹ về đứt tuột luồng dây, trời xa mưa giông mưa buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bó mặt dòng sông nên không có chuyến đò hoàng hôn. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm tuồng giọt nắng rớt sao con vẫn ngồi nghe bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trên vàng bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm cầu. Dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm tuồng giọt nắng rớt sao hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo.
canh ca cấm cầu. À, một MV hoành tráng chưa cả nhà. À, xin gửi tặng cả nhà đến một ca khúc vừa rồi nha. Và cả nhà, nếu mà yêu thích Lộc, muốn nghe Lộc hát tiếp thì cả nhà hãy ủng hộ Lộc, đăng ký kênh của Lộc để mỗi khi mà video của Lộc đăng lên thì sẽ được thông báo đến cả nhà nha. Cả nhà nhớ bấm đăng ký và bấm hình cái chuông nữa. Xin cảm ơn cả nhà và xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.